Ngày 16 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam hai cán bộ, nhân viên đăng kiểm của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai. Đó là Lê Văn Hòa, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí ô tô Thuận Khánh; Bùi Trọng Tường là đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai chi nhánh Biên Hòa 60.01S. Đồng thời quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Sơn Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai chi nhánh Long Khánh 60.02S về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 3, điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Với lý do các đối tượng sai phạm trong công tác nghiệm thu xe cải tạo tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai.